Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Đô 5 Phút Review. Ở tập trước, Diệp Phàm sử dụng Sơn Hà Đại Ấn đánh bại Bảo Sơn Ấn và Lò Lửa Đồng. Hai vị Thái Thượng Trưởng Giáo liên thủ tấn công Diệp Phàm. Diệp Phàm sử dụng toàn bộ sức mạnh để chiến đấu với hai vị Thái Thượng Trưởng Giáo. Chuyển sang tập 94 của Già Thiên. Một đạo sĩ trẻ trung chừng mười mấy tuổi, hai mắt có thần, tay áo phấp phới đứng lặng ở đó. Gương mặt vốn thanh tú nhưng vào lúc này trên đỉnh đầu có Sơn Hà Đại Ấn lượn lờ, vừa xuất trần vừa tỏa uy thế kinh nhân khiến tứ phương đều tĩnh lặng. Đây là một khung cảnh kỳ dị, Thái Thượng Trưởng Giáo Ly Hỏa Giáo cùng Thái Thượng Động Chủ Huyền Nguyệt Động sát ý trùng thiên, thân như lò lửa, đối mặt với một thiếu niên mà như lâm đại địch. Đốt! Thái Thượng Trưởng Giáo Ly Hỏa Giáo quát khẽ một tiếng, lão ta ra tay trước, mở miệng phun một đạo tia sáng cực kỳ đẹp mắt dừng ở giữa không trung. Cái lò lửa bằng đồng kia lại xuất hiện, trong suốt lấp lánh, từ một tấc nhanh chóng biến lớn. Trong chớp mắt cao tới 100 mét, sừng sững giữa bầu trời, tỏa ra ánh lửa cao ngất. Ầm ầm ầm, lò lửa lay động tạo nên âm thanh như biển gầm, vô cùng lớn lao khiến hai tai người ta nhức lên. Cái nắp lò ở trên phía trên lò lửa phát sáng lấp lánh, mặc dù được làm bằng đồng nhưng lại trong suốt như pha lê ngũ sắc, có thể thấy rõ ở bên trong có ngọn lửa đang thiêu đốt dữ dội. Két, lò lửa di chuyển tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, nắp lò liền mở hẳn ra. Trong nháy mắt, ánh lửa xung thiên, một mảng ly hỏa hừng hực phóng lên trời cao. Lò lửa đứng sừng sững giữa không trung tỏa ra nhiệt độ vô cùng kinh khủng. Trên ngọn núi gần đó, một cái thác nước nhanh chóng bị bốc hơi cạn khô, sương mù mông lung tỏa ra tứ phương. Sức nóng kinh khủng làm người ta sởn cả tóc gáy. Mặc dù ở rất xa nhưng mọi người đổ mồ hôi như mưa, tưởng như huyết nhục sắp khô cạn, thậm chí còn có đầu tóc rất nhiều người bị bốc cháy. Những đệ tử đứng ở đằng xa hoảng sợ, mặc dù ở ngoài nhưng chiến trường nhưng họ vẫn cảm giác được sự kinh khủng của nó. Nếu như bọn họ đứng ở gần chiến trường, sợ rằng sẽ bị hóa thành bụi bay ngay lập tức. Bảo vật trấn giáo quả nhiên kinh khủng. Rất nhiều đệ tử Ly Hỏa Giáo cảm thấy sợ hãi, nhưng đồng thời cũng sinh ra lòng tin. Thái Thượng Trưởng Giáo đã mang ra cả bảo vật trấn sơn rồi, nhưng nếu như vẫn không thể giết chết được người thiếu niên này, thì thật đúng là hết cách rồi. Mái tóc bạc Thái Thượng Động Chủ Huyền Nguyệt Động phấp phới, con mắt nheo lại lóe lên tinh quang, lò lửa trấn giáo của Ly Hỏa Giáo quả nhiên làm người ta phải kinh sợ. Lão là Thái Thượng Động Chủ của Huyền Nguyệt Động mà còn cảm thán như vậy, có thể tưởng tượng được sự kinh khủng của lò lửa này, tuyệt đối là đại sát chiêu của một giáo. Lò lửa lớn như núi bay xuống, chớp áp về phía Diệp Phàm, khắp bầu trời đều là hào quang đỏ rực. Đây là một cổ áp lực khổng lồ, đốt hồn phách, luyện huyết nhục, thiêu rụi tứ phương. Đạo y Diệp Phàm phần phật, ở trên không trung cất bước, đạp thiên mà lên, Sơn Hà Đại Ấn trên đầu hóa thành một mảnh ánh sáng như sơn hà mênh mông, đại khí cuồn cuộn ấn xuống lò lửa bằng đồng khổng lồ. Công đại ấn như trời, nện thẳng vào đồng lô, phát ra tiếng như rồng phá trường thiên, âm thanh vang vọng. Rất nhiều người hai tay trực tiếp xuất huyết như bị lợi kiếm chém qua. Cũng có không ít người kêu lên thảm thiết, thống khổ che lỗ tai bị sóng âm vô hình đánh bay ra ngoài, làm tất cả mọi người sợ hãi. Lò lửa bằng đồng trấn giáo của Ly Hỏa Giáo, hỏa uy ngập trời, âm thanh cũng có thể đả thương, có lực sát thương khôn cùng. Rốt cuộc Sơn Hà Đại Ấn đáng sợ đến mức nào, không ai rõ hơn Diệp Phàm. Giờ phút này, nó không thể đánh nứt được lò lửa đấy làm hắn không thể không kinh ngạc, có thể tưởng tượng được lò lửa này bất phàm. Một ngọn lửa như thác từ bên trong lò lửa phủ xuống cuốn về phía Diệp Phàm, ánh sáng đỏ đậm lan khắp vòng trời, đập vào mắt tất cả mọi người chỉ là màu đỏ rực. A! Trên không, trong những đệ tử quát Diệp Phàm trước kia, có mấy người phục sức tự bốc cháy hóa thành tro tàn. Ngọn lửa vô tận cuồn cuộn sôi trào làm cho khắp cả trời đất đều là ánh sáng màu hồng, không còn gì khác. Diệp Phàm lấy Sơn Hà Đại Ấn đặt ở trên lò lửa khổng lồ, muốn mạnh mẽ định nó ở ngay đó. Công hắn không lùi mà tiến, đơn độc xông vào, bàn tay màu vàng kim như cối xay không ngừng vỗ vào lò lửa. Thanh âm chói tai vang vọng trời đất, bàn tay màu vàng kim to bằng cái thớt liên tục đánh vào lò lửa, tóe lửa khắp bốn phương, ánh sáng vàng xông thẳng lên trời. Loại lực lượng khủng bố này đủ để làm những người quan chiến cảm thấy lạnh run. Công, công, công. Diệp Phàm tựa như một cơn gió mạnh, lại nhanh như chớp giật, vây quanh lò lửa cao 100 mét, cũng không biết đã đánh bao nhiêu chưởng vào lò lửa trong suốt đó, liên tục tạo nên tiếng vang len keng. Thân thể hắn cực kỳ mạnh mẽ, cộng thêm đang thi triển đấu chiến thánh pháp, không ai có thể biết bên trong ẩn chứa bao nhiêu lực đạo, nhưng vẫn không thể phá được lò lửa. Công, công. Bàn chưởng to lớn màu vàng đánh vào lò lửa phát ra tiếng vang động trời, từng chưởng ấn in hằn trên vách lò. Hoa văn trên lò vốn rất rõ ràng, nhưng chẳng bao lâu sau tất cả đều biến mất cả rồi. Ầm, ánh lửa cuồn cuộn, ngọn lửa bên trong lò lửa như nước trong bình trào ra phủ xuống Diệp Phàm, quả thực có thể hủy vạn vật trên thế gian. Giờ phút này, những người quan chiến từ xa đều có cảm giác tróc da bong thịt, ngọn lửa mãnh liệt từ trong miệng lô phủ xuống căn bản không thể ngăn cản.
Ông, bàn tay Diệp Phàm chấn động, ánh sáng vàng tỏa ra càng thêm mãnh liệt, gần như trong suốt. Hắn dùng một thủ ấn trong cửu bí, tạo nên thần uy khó lường. Công, bàn chưởng to màu vàng bằng cái thất hướng lên trời, lập tức đánh tan hỏa diễm đang buông xuống, bàn chưởng to màu vàng đánh mạnh lên trên vách lò lửa. Loại âm thanh này vang vọng sơn hà, truyền xa đến mấy chục dặm làm màng nhĩ muốn nứt ra. Một cái dấu hình bàn tay sâu nửa mét in hằng trên lò lửa nhưng vẫn như cũ không thể phá được, nó nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu. Diệp Phàm nhíu mày, sơn hà đại ấn cùng ngón cái màu vàng kim đều là đại thuật sát sinh hắn thôi diễn từ cửu bí ra, nhưng vẫn không thể đánh nát lò lửa, điều này làm hắn kinh hãi. Hắn sử dụng bộ pháp của lão điên, muốn phóng lên trời đánh thái thượng trưởng giáo Ly Hỏa giáo, đánh không được đồng lô hắn muốn giết người điều khiển. Nhưng thái thượng trưởng giáo Ly Hỏa giáo từng cùng hắn dùng cứng chọi cứng, bị thương nặng nên đã đề phòng từ lâu, lão ta chỉ sợ Diệp Phàm xông thẳng đến giết chết mình, hỏa hoàng xuất thế. Thái thượng trưởng giáo Ly Hỏa giáo hét lớn. Từ trong lò lửa đứng sừng sững giữa bầu trời, một con hỏa hoàng lập tức lao ra, dương cánh trùng thiên, phát lửa hừng hực, dung nham cuồn cuộn như trường hà đổ về phía bầu trời. Tiếng phượng kêu trong veo và xa xưa, xung quanh nó còn có 9981 đạo dung nham tỏa sức nóng kinh khủng dựng đứng, trông như những thác nước lớn chảy ngược. Hào quang đỏ rực lan khắp bầu trời, phản phất làm cho cả hư không trở nên biến dạng. Ngọn núi xanh bên cạnh trong khoảnh khắc trở nên điêu linh, tất cả thực vật trên đỉnh núi đều trở thành tro tàn. Tất cả đá trên đỉnh núi đều bị đốt, trở thành một lớp chất lỏng đỏ chót chậm rãi chảy xuống. Dòng dung nham theo thác nước khô cạn mà chảy xuống. Cảnh tượng này làm người ta kinh hãi, nhiệt độ nóng rực làm cho mọi người phát run lên. Hỏa hoàng như có linh trí, phủ xuống vồ giết Diệp Phàm, 9981 dòng sông lửa cũng đồng thời tuôn trào về đây. Ngọn núi bên cạnh vừa bị nó chạm vào, lập tức bị nóng chảy, đỉnh núi cao mười mấy mét trong chớp mắt trở thành dung nham rồi bốc hơi biến mất. Nhiệt độ kinh khủng như vậy làm Diệp Phàm phải biến sắc, hắn cảm giác được năng lượng của lò lửa này không tầm thường. Lên! Sơn Hà Đại Ấn được Diệp Phàm nâng cao lên trời, đánh về phía hỏa hoàng. Hỏa hoàng dương đôi cánh dài bay nhanh đi, đôi cánh trở nên sơ sát, một ngọn lửa từ trong người nó phóng ra xông về bốn phương. Ngọn núi vừa bị thiêu đốt đỉnh bên cạnh khi nãy lập tức bị ngọn lửa đó đốt cháy trở thành tro bụi. Phong. Cùng lúc đó, Thái Thượng Động Chủ Huyền Nguyệt Động ra tay. Lão ta nắm chặt cơ hội, muốn đẩy Diệp Phàm vào con đường cùng. Lúc Sơn Hà Đại Ấn lần thứ hai đánh về phía Hỏa Hoàng, lão ta xuất ra một bức tranh, trong phút chốc biến lớn bao phủ hư không. Ly hỏa ngập trời, Diệp Phàm lấy Sơn Hà Đại Ấn đánh giết Hỏa Hoàng nhưng lại bị bức tranh kia chụp xuống, giống như một thế giới bao phủ lấy vòng trời. Bức tranh hình thành một cõi cực lạc, tỏa ra lục hút đáng sợ muốn thôn phệ hắn vào. Diệp Phàm không sợ hãi, bàn tay to lớn màu vàng kim chấn động hư không, muốn xé tan bức tranh ma. Nhưng lúc này, đỉnh của lò lửa triệt để mở ra, toàn bộ ngọn lửa đều được thu lại, miệng lò giống như một cái hố đen thôn phệ cả trời đất. Diệp Phàm đánh về phía bức tranh ma ở phía trước, không nghĩ tới lực thôn phệ chân chính lại đến từ phía sau, hắn ta lập tức bị cái lò lửa to lớn đó hút vào. Nắp lò có ánh sáng năm màu lưu chuyển, loảng xoảng một tiếng bay trở về, phong kín lò lửa trấn áp Diệp Phàm vào bên trong. Xa xa, các đệ tử đều lớn tiếng hoan hô, cảm giác như trút được gánh nặng. Tất cả cũng do Diệp Phàm quá mạnh mẽ, một thiếu niên đạo sĩ niên kỷ không lớn nhưng lại đáng sợ như ma quỷ, làm cho mỗi người ở đây đều sợ hãi không thôi. Rốt cục cũng thu kẻ này vào, nhất định phải giết, vĩnh hằng luyện hóa bên trong lò. Không hổ là lò lửa trấn giáo, có thể nhanh chóng thiêu thành tro bụi, trọn đời không được siêu sinh. Mọi người đều thở dài một cái, Sơn Hà Đại Ấn của Diệp Phàm cùng với lực công kích khủng bố làm cho ai ai cũng phải sợ hãi, giờ ngẫm nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Thái Thượng Động Chủ Huyền Nguyệt Động thu hồi lại bức tranh đang che phủ bầu trời kia, thở dài nói, Ly Hỏa Thần Lô quả thực đáng sợ, mặc cho ngươi pháp lực cao thâm, cũng khó có thể chống lại. Đây là chí bảo trấn giáo, là đại sát khí tiền nhân lưu lại cho tông. Thái Thượng Trưởng Giáo Ly Hỏa Giáo cười nói, trấn áp được Diệp Phàm rồi, làm cho lão ta cảm thấy yên lòng. Đây không phải là vật phỏng chế Thái Dương Thần Lô trong truyền thuyết chứ? Thái Thượng Động Chủ Huyền Nguyệt Động hỏi. Thái Thượng Trưởng Giáo Ly Hỏa Giáo lắc đầu, nói, vũ khí cực đạo, sao người thường có thể phỏng chế, đây chỉ là một phế phẩm. Nếu không, cũng không đến lượt môn phái ta có nó đâu. Loảng xoảng, loảng xoảng. Bỗng nhiên nắm lò trong suốt tản phát ánh sáng năm màu, rồi lật qua lật lại liên tục, cả lò lửa cũng bị chấn động. Không tốt, hắn muốn xông ra. Thái Thượng Trưởng Giáo Ly Hỏa Giáo giật mình. Sao có thể như vậy? Không phải bảo vật trấn giáo của Ly Hỏa giáo kiên cố không gì không phá nổi sao? Ta chưa bao giờ nghe nói có người bị thu vào rồi mà còn có thể xông ra ngoài. Thái Thượng Động Chủ Huyền Nguyệt Động cũng kinh hãi. Tiếng vang rung trời, các đệ tử ở xung quanh khiếp sợ, khuôn mặt sợ hãi. Loảng xoảng, loảng xoảng. Nắp lò bay lên nửa mắt,
suýt nữa bị đánh bay ra ngoài. Phong! Thái thượng trưởng giáo Ly Hỏa giáo hét lớn, Ly Hỏa mênh mông cuồn cuộn cuốn tới nắp lò. Đồng thời, Thái thượng động chủ Huyền Nguyệt động cũng xuất thủ, lão ta tế bức tranh ma ra, muốn khóa lò lửa đó lại. Ầm, nắp lò bị đánh bật ra ngoài, Diệp Phàm hét một tiếng rồi xông ra. Hai người Thái thượng trưởng giáo Ly Hỏa giáo và Thái thượng động chủ Huyền Nguyệt động ra tay không muộn, nhưng vẫn không thể ngăn được Diệp Phàm thoát khốn. Sau khi đấu chiến thánh pháp, một bí thuật trong cửu bí được sử dụng, Diệp Phàm đã biến hóa ra mấy chục loại đại thuật sát sinh để tấn công, mạnh mẽ xông ra bên ngoài. Lực công kích mạnh mẽ không gì sánh nổi, nắp lò buông lỏng rồi bị đánh bật ra, căn bản không phong hắn được. Thái thượng trưởng giáo Ly Hỏa giáo hét lớn, tóc dài màu bạc bay rối tung, lão ta dùng hết khả năng để khống chế Ly Hỏa thần lô, huyết thu Diệp Phàm vào trong lò một lần nữa. Lò lửa bằng đồng lay động, toàn thân tỏa sáng óng ánh, ánh lửa ngút trời. Miệng lò giống như là hố đen, cắn nuốt điên cuồng tất cả mọi thứ xung quanh. Ầm, ngọn núi xanh ở bên cạnh rung động, đỉnh núi sụp đổ. Đỉnh núi cao 20 mấy mét lập tức gãy lìa rơi xuống, rồi giống như là cát bụi bị hút vào bên trong Ly Hỏa thần lô. Răng rắc, phần còn lại của ngọn núi này vẫn đang sụp đổ, những hòn đá lớn không ngừng bị bóc ra, bay về phía lò lửa kinh khủng kia. Cảnh tượng này làm cho người ta sợ hãi. Quy lực của Ly Hỏa thần lô vượt quá tưởng tượng, lực lượng có thể bạc núi hút biển, cắn nuốt trời xanh. Tuy rằng Diệp Phàm đã chạy được ra ngoài nhưng lại bị lò lửa ở phía dưới kéo xuống, sắp bị hút vào bên trong lò lửa nóng rực. Cùng lúc đó, cái nắp lò tỏa ánh sáng năm màu rực rỡ kia bay trở về, đánh tới Diệp Phàm, muốn ép hắn phải tiến vào bên trong lò lửa, một lần nữa nhốt hắn ở bên trong. Công ánh mắt Diệp Phàm sắc bén, ngón tay cái màu vàng kim ấn xuống, đánh vào phía trên nắp lò ngũ sắc, đánh bật nó bay ra ngoài. Thu. Thái thượng trưởng lão Ly Hỏa giáo hết sức khẩn trương, liên tục phun ra ba ngụm tinh huyết lên trên lò lửa, tập trung tinh thần ở trên thân lò, dùng hết sức lực thôi động đại sát khí này. Ầm ầm ầm, đá trên núi lăn lóc xuống, những cây cối lớn đột ngột bị nhổ lên khỏi mặt đất và bay về phía cái hắc động thật lớn giữa bầu trời, cái gì cũng bị hút vào hết. Ngọn núi cao 20 mấy mét bị gãy ở bên cạnh lần thứ hai sụp đổ, bị lò lửa bằng đồng đó hút vào bên trong, trực tiếp hóa thành tro bụi. Ly Hỏa thần lô luyện hóa vạn vật, miệng lò đen ngòm như nối liền với vực sâu nơi địa ngục, không thể nhìn thấy đấy. Keng, Diệp Phàm bị kéo mạnh xuống, nhưng không hề rơi vào trong lò, hai chân hắn đạp liên tiếp vào miệng lò cứ như là một cây búa nặng vạn tấn đập lên trên miệng lò. Âm thanh dằn dặc xuyên thấu qua cả sắt đá, làm cho 18 ngọn núi đều phải lay động, không ít người kêu lên thảm thiết, từ trên không trung rơi xuống đất, rồi lấy tay bịt hai lỗ tai, giữa ngón tay có vết máu chảy ra. Hai chân Diệp Phàm dường như có thể dẫm nát bầu trời, liên tục đạp lên trên miệng lò khiến cả lò lửa phải rung rẩy mãnh liệt. Cách đó không xa, miệng mũi Thái thượng trưởng giáo của Ly Hỏa giáo đều chảy máu, bên ngoài thân xuất hiện rất nhiều vết nứt. Thái thượng động chủ của Huyền Nguyệt động lo lắng, lão ta đã lấy bức tranh ma ra, nhưng khoảng cách quá xa nên không thể gây thương tổn đến Diệp Phàm, nếu tiếp xúc quá gần thì lại sợ nguy hiểm bị lò lửa khủng khiếp kia cắn nuốt. Diệp Phàm đứng ở trên miệng lò. Đối mặt với lò lửa to như một quả núi này, hắn vẫn vững vàng ổn định chính mình. Thân thể như cắm rễ phía trên miệng lò, lực cắn nuốt cực mạnh cũng không thể làm hắn lay động. Công hai tay của hắn không ngừng đánh lên trên lò lửa, làm phát ra từng tiếng nổ lớn. Thân thể của Thái thượng trưởng giáo Ly Hỏa giáo rung lên, hắn lão cung cấp một lượng thần lực khổng lồ mới có thể thôi động cái lò này. Bây giờ lão với lò lửa đã liền làm một thể. Lò lửa tuy lớn, nhưng lại bị lay động liên tục, lúc nào cũng có thể bị đánh đổ. Nó rung động, tỏa ra những ngọn lửa dữ dội. Bàn tay màu vàng kim của Diệp Phàm còn kinh khủng hơn pháp bảo của người khác, đánh cho lò lửa phát ra tiếng vang rung trời, lưu lại những dấu tay rất rõ ràng ở trên thân lò. Phúc, Thái thượng trưởng giáo của Ly Hỏa giáo rốt cuộc cũng không thể kiên trì được nữa, thần lực gần như khô cạn, miệng ho ra từng ngụm máu lớn. Thân thể lão ta lão đảo như muốn ngã từ trên không xuống. Thần lực của Diệp Phàm cuồn cuộn, vĩnh viễn không cạn kiệt, là một trường hợp có 102 trong các tu sĩ đồng gia. Lực công kích không những không giảm mà còn ngày càng mạnh hơn. Công cuối cùng, hắn đập một cái đánh bay Ly Hỏa thần lô, tuy rằng vẫn không thể đập nát nó nhưng cũng đánh cho cái lò này bay đi xa. Thần uy Diệp Phàm ngút trời, chiến lực không gì sánh được, khí thế vô cùng bén nhọn. Đấu chiến thánh pháp vừa ra, không có vật nào có thể cản nổi, cả Ly Hỏa thần lô cũng bị đánh bay. Đến lúc này, đột nhiên hắn xoay người, tuy mới là thiếu niên nhưng lại lộ ra quang mang sắc bén. Chân hắn đạp hư không, đánh dết về phía Thái thượng trưởng giáo của Ly Hỏa giáo. Xa xa, tất cả đệ tử trẻ đều cảm thấy lạnh hết cả người, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Đốt! Thái thượng động chủ của Huyền Nguyệt động khẽ quát, rốt cuộc lần thứ hai mở bức tranh ma kia ra. Nó lập tức phủ kín bầu trời, giống như là một con sông lớn cắt ngang con đường phía trước. Diệp Phàm quát nhẹ, hai tay biến ảo không ngừng kết ấn,
tốc độ nhanh đến mức làm người ta sinh ra ảo giác. Hắn giống như là một vị quan âm nghìn tay, lại như một yêu ma có nhiều cánh tay. Tiếng phượng hót rung trời, một con hỏa hoàng bay vút lên, hỏa thiêu bầu trời, vỗ cánh hót vang, sợi lông lấp lánh, uy thế phô thiên cái địa quét ngang trời cao. Hỏa hoàng ngang trời xuất thế giống như thiên quân vạn mã đang lao, đi vừa như một chiếc chiến xa cổ đang nghiền ép bầu trời, làm cho bầu trời chấn động. Đây là Thái thượng động chủ Huyền Nguyệt động giật mình. Con hỏa hoàng này so với con hỏa hoàng lúc trước lao ra từ trong lò lửa còn mạnh hơn, làm sao hắn đánh ra được hỏa hoàng? Đệ tử của Ly Hỏa giáo khiếp sợ không gì sánh được. Cửu bí là bí pháp vô thượng, từ trong đánh giết mà ngộ ra, thiên biến vạn hóa, sát thức vô số, mỗi một lần cảm ngộ sẽ có thể tạo ra một loại đại thuật khác nhau. Vừa rồi bị nhốt trong Ly Hỏa thần lô, đối mặt với lửa cháy ngập trời, thâm tâm Diệp Phàm có điều lĩnh ngộ, lúc này tạo ra được hỏa hoàng ấn. Ầm, dưới vòng trời, hỏa hoàng mang theo ngọn lửa vô tận đánh về phía bức tranh ma to lớn kia. Hai vật va chạm mãnh liệt, khắp nơi đều là ánh lửa. Hỏa hoàng đối đầu bức tranh ma, khí tức kinh khủng tràn ngập khắp nơi. Diệp Phàm bay ngang qua bầu trời, xuất hiện trước mặt Thái thượng trưởng giáo Ly Hỏa giáo. Đến giờ phút này, không ai có thể cứu lão ta được. Diệp Phàm đằng đằng sát khí, chiến lực sôi trào, một chưởng đánh về phía trước. Ầm, mười mấy thanh vũ khí đều bị đấu chiến thánh pháp đánh thành bụi phấn. Bàn tay lớn màu vàng kim đánh lên người Thái thượng trưởng giáo Ly Hỏa giáo, làm thân thể lão ta lập tức bị đập nát. Mặc dù đầu của lão ta không bị đánh trúng, nhưng cũng trực tiếp vỡ tan. Phốc, Diệp Phàm trở tay quét ra một cái, bàn tay như một chiếc cối xay màu vàng đem tất cả những gì còn lại ở giữa bầu trời đánh thành tro bụi, không lưu lại bất cứ thứ gì. Ma vương, đạo sĩ này là ma vương. Ở đằng xa, sắc mặt các đệ tử Ly Hỏa giáo không còn chút máu, bọn hắn khó có thể chấp nhận kết quả như này. Cường giả mạnh nhất của giáo phái nắm giữ trấn giáo thần lô lại bị người ta đánh thành tro. Bọn họ muốn trốn, nhưng lại phát hiện toàn bộ phái Thanh Hà đã bị phong bế, căn bản không có đường ra, sắc mặt người nào người nấy biến thành màu xám tro như sắc mặt người chết. Thái thượng động chủ Huyền Nguyệt động lập tức tâm tàn ý lạnh. Ly Hỏa thần lô cũng không làm gì được tiểu đạo sĩ này, lão biết mình hôm nay giữ nhiều lành ít. Bức tranh ma như một thế giới đang chìm nổi, nó bao trùm bầu trời rồi ép về phía Diệp Phàm. Có hàng ngàn tia sáng màu tím kết tụ lại thành một vòng xoáy lớn, nó quay cùng dữ dội, như muốn hút Diệp Phàm vào trong bức tranh. Đáng tiếc, tuy bức tranh này bất phàm, nhưng nó không thể sánh với Ly Hỏa thần lô, không thể nào thu Diệp Phàm vào. Ầm, hai tay Diệp Phàm chuyển động, đánh về phía trời cao, đấu chiến thánh pháp biến hóa vô cùng vô tận. Hắn đánh liên tục nửa khắc đồng hồ, làm cho vòng trời đều phải rung lên. Xoẹt, cuối cùng, Diệp Phàm dùng tay không xé trời, xé tan bức tranh ma bao phủ bầu trời kia ra. Thái thượng động chủ Huyền Nguyệt động kêu to nhưng cũng không thể thay đổi được gì. Diệp Phàm thoáng chốc đã bay tới, bàn tay lớn màu vàng kim lập tức bao trùm cả bầu trời, bao phủ lão ở phía dưới. Hắn phong tỏa phương trời trời này, tăng tu vi lên tới cực hạn, biểu hiện ra mạnh nhất chiến lực. Đại thuật sát sinh tầng tầng lớp lớp. Không có bất cứ trở ngại gì, nắm đấm màu vàng kim đánh Thái thượng động chủ Huyền Nguyệt động thành 5-7 mảnh, chết không nhắm mắt. Quyền phong màu vàng kim chấn động, Thái thượng động chủ Huyền Nguyệt động liền biến thành tro bụi, từ nay vĩnh viễn xóa tên khỏi thế gian. Trong quá trình này, Thái thượng động chủ Huyền Nguyệt động cũng không biết lấy ra bao nhiêu vũ khí, ngay cả mấy vị thần trong cơ thể cũng lao ra, nhưng không thể tránh thoát được cái chết. Cách biệt một cảnh giới giống như hơn kém một tầng trời vậy, nhưng Diệp Phàm lại ở vị thế phàm đánh tiên, chém giết vượt cấp thành công. Diệp Phàm đứng yên trong hư không, tóc đen bay lượn, con ngươi trong suốt. Đạo y hắn sạch sẽ, đánh gục hai đại cường giả mà không có một giọt máu nào dính lên áo. Tha cho ta. Đại đệ tử của trưởng giáo Ly Hỏa giáo, Đỗ Thành Côn rung giọng nói. Diệp Phàm xoay người lại, ngón tay khẽ điểm một cái. Phốc một tiếng, máu tươi bắn ra, trên trán Đỗ Thành Côn xuất hiện một lỗ máu, mất mạng tại chỗ. Ngươi. Lý Du Nhiên sợ hãi, nhanh chóng lùi lại. Phốc, Diệp Phàm lại lấy tay điểm ra, ngay giữa mi tâm Lý Du Nhiên cũng xuất hiện một bông hoa bằng máu, hắn ta ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống đất. Diệp Phàm không nói gì, chỉ xuất ra thần niệm quét về bát phương. Hắn không phải người thích giết chóc, nhưng ở nơi bắc vực máu chảy thành sông này, có những người không thể không giết. Ly Hỏa giáo, Huyền Nguyệt động cùng phái Thanh Hà là một trong số đó. Những môn phái này, trên danh nghĩa là đại phái nhưng trong bóng tối lại làm những chuyện đại ác, cướp bóc khắp nơi, coi mạng người như cỏ rác, trên tay dính đầy máu tươi, tội ác chồng chất. Diệp Phàm dùng thần niệm tiến hành tra xét thức hải của bọn họ, liên tục búng 10 ngón tay, từng đạo ánh sáng bắn ra, từng đóa hoa bằng máu xuất hiện. Cây cỏ nhuốm máu, hắn lướt nhẹ qua, lưu lại phía sau đằng sau rất nhiều thi thể. Sau khi Diệp Phàm dừng lại, phái Thanh Hà đã không còn sinh khí. Hơn 70 người chết oan chết uổng, tất cả đều bị hắn chém giết. Hắn thở dài một hơi, đạp lên thềm đá cổ,
rồi từ từ đi xa. Giết người không phải là chuyện vui, không người nào muốn hai tay mình dính máu, không có ai trời sinh vô tình, nhưng hắn không xuất thủ không được. Có những người không thể không giết, đối với những kẻ đáng chém, nếu như nhân từ mà nương tay với bọn chúng thì giống như là dung túng cho tội ác vậy. Diệp Phàm tự nhận mình không phải là người xấu, nhưng hắn cũng không phải là người xấu, người làm ác trên thiên hạ có bao nhiêu thứ. Hắn chẳng thể đi khắp thiên hạ để giết chúng được, chỉ có thể đúng lúc gặp gỡ và có đủ khả năng, thì hắn mới ra tay. Vù, ly hỏa thần lô đột ngột bay lên, từ ngọn núi thứ 13 bay tới, từ từ thu nhỏ lại còn chừng một tấc, rồi rơi vào lòng bàn tay Diệp Phàm. Toàn thân lò lửa lấp lánh phát sáng, tản phát nhiệt lượng kinh khủng. Loãng xoảng ánh sáng năm màu xuất hiện, nắp lò cũng bị Diệp Phàm hút tới, đậy ở phía trên lò lửa. Lò lửa lúc này đã hoàn thành một thể, phát sáng lấp lánh, thoạt nhìn rất xinh đẹp. Trên thân lò có những nét chạm khắc rất mờ, không rõ ràng, có thể là do năm tháng trôi qua mà dần dần bị phai mờ. Loáng thoáng có thể thấy một vòng mặt trời nhỏ và vài con thần điểu, ấn ký mơ hồ khó nhận ra được. Đây sẽ không phải là vật phỏng chế theo vũ khí cực đạo, Thái Dương thần lô chứ? Đầu ngón tay Diệp Phàm tản phát ánh sáng màu vàng kim, hắn dùng sức bóp nhưng vẫn không thể nào phá hủy thần lô cao một tấc này. Trải qua trận đánh này, hắn cảm nhận được sự chênh lệch về cảnh giới. Nếu như đối thủ cao hơn hắn một cảnh giới, hắn có thể ở vị thế phàm mà đánh thắng được tiên, nhưng nếu đối phương cao hơn hai cảnh giới, tình cảnh của hắn tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Nhưng hắn cũng thấy được tiềm lực của bản thân mình, cảm nhận được sự phi phàm của cửu lý. Nếu như cảnh giới tăng lên, hắn không còn phải sợ gì nữa. Diệp Phàm rời khỏi phái Thanh Hà, trực tiếp bay về phái Lạc Hà, rồi hóa thân thành Thái Thượng Trưởng Giáo Ly Hỏa Giáo giết thẳng vào trong. Tại sơn môn phái Lạc Hà, hắn lấy Ly Hỏa Thần Lô ra, lập tức có những ngọn lửa kinh khủng bùng cháy, thiêu rụi sạch sẽ cả một ngọn núi đẹp như tiên cảnh. Sau đó, hắn thu hồi lò lửa bằng đồng đó, lại hướng về Thất Tinh Các, lấy Ly Hỏa Thần Lô đốt sạch hai ngọn núi, rồi nhẹ nhàng rời đi. Diệp Phàm không quan tâm tới mấy môn phái này nữa, trực tiếp đi tới Huyền Nguyệt Động, xuất hiện tại chỗ ở cũ của Vô Thủy Đại Đế. Dốc đá dựng đứng, không có một ngọn cỏ, phi thường hoang vu. Tại nơi hoang vắng nhất ở một ngọn núi đá gãy vỡ có một tòa cổ động. Khi đi tới đây, Diệp Phàm có cảm giác thời gian trôi qua như dòng nước, hư không phát ra những âm thanh kỳ lạ, phảng phất có đại đạo chảy xuôi ra ngoài. Diệp Phàm chắp tay đứng ở phía trước, trông lên ba hàng chữ cổ sắp bị mài phẳng ở trên vách đá. Đạo mênh mông mà không biết sao? Tâm hào phóng mà không bó sao? Vật phức tạp mà đơn giản sao? Nơi này khô cằn yên tĩnh, làm cho người ta cảm thấy năm tháng xa xôi, cảm giác như mãi mãi không có điểm cuối. Mảnh đế ngọc trong tay Diệp Phàm tỏa nhiệt, ánh sáng lấp lánh ôn hòa từ kẽ hở giữa ngón tay hắn tỏa ra. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người bấm vào nút like và nhấn đăng ký kênh để xem tập sau ở đây nha.